Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 hàng ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Tuyết Mai, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin chiều nay, thứ ba ngày 30 tháng 5. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, website hungyentv.vn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản chỉ đạo về chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương hướng dẫn người dân chủ động tích trữ nước sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nước điện, triệt để chống thất thoát, lãng phí nước, bao gồm nước phục vụ sản xuất và nước sinh hoạt. Có các phương án bảo đảm lượng nước cho việc nuôi trồng thủy sản, hướng dẫn người dân các kỹ năng để bảo vệ sức khỏe khi nắng nóng gay gắt kéo dài, chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở hướng dẫn nhân dân bảo đảm an toàn môi trường, tránh bùng phát dịch bệnh do nắng nóng kéo dài, hạn hán, thiếu nước, tăng cường nạo vét các cửa cống lấy nước, kênh mương, trục vớt vật cản khơi thông dòng chảy còn tồn tại, thường xuyên kiểm tra hệ thống công trình cấp nước, kịp thời khắc phục những sự cố, bảo đảm cấp đủ nước phục vụ sinh hoạt của nhân dân và các ngành phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Cùng với tiêu thụ ở thị trường trong nước, vải lai chín sớm, vải trứng Hưng Yên đang được các đơn vị chức năng triển khai các quy trình để xuất khẩu. Năm nay sản lượng vải lai chín sớm đạt khoảng 12.000 tấn, vải trứng Hưng Yên khoảng 200 tấn. Để nâng cao giá trị vải, các đơn vị chức năng của tỉnh Hưng Yên đã và đang hoàn tất các thủ tục điều kiện xuất khẩu vải như tổ chức kết nối doanh nghiệp với các vùng trồng, quản lý kiểm dịch thực vật cho vải trước khi xuất khẩu, hỗ trợ giám sát vùng trồng và các điều kiện cần thiết khác cho việc xuất khẩu vải. Năm 2022, vải trứng Hưng Yên đã lần đầu tiên xuất khẩu sang thị trường châu Âu với giá cao. Về lâu dài, khi diện tích vải được mở rộng, sản lượng lớn thì xuất khẩu sẽ là giải pháp hữu hiệu để ổn định đầu ra sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều lần người dân kiến nghị, đến nay tình trạng nước thải ứ động lâu ngày gây ô nhiễm môi trường trên quốc lộ 5 đoạn qua phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào cũng đã được xử lý dứt điểm. Theo đó, Sinh nghiệp Xây dựng Bảo trì Đường bộ số 5, đơn vị trực tiếp quản lý hệ thống thoát nước mặt đường 5, chịu trách nhiệm nạo vét hàng chục mét khối bùn đất. Rác thải đã tồn động lâu ngày gây ách tắc hệ thống cống thoát nước đoạn đi qua tổ dân phố Phan Bôi với tổng chiều dài khoảng 500 mét. Trước đó, phường Dị Sử đã tiến hành giải tỏa, nạo vét, nâng cấp, xây mới cửa thoát. Nhờ đó đến nay đã không còn tình trạng nước thải ứ động trên mặt đường, chấm dứt tình trạng quanh năm ngập ngụa trước cửa nhà dân. Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức thời sự cập nhật. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hợp long cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 sau khi các nhà thầu đơn vị thi công xây dựng xong các trụ và nhịp cầu với chiều dài 3,4 km, rộng 4 làn xe. Sau hơn 2 năm tổ chức thực hiện đến nay, công trình đã hoàn thành thi công các khối đúc cân bằng và khối đúc trên đà giáo của chuỗi 8 nhịp cầu liên tục và tổ chức hợp long nhịp cầu chính giữa sông Hồng. Các hạng mục còn lại như đúc bê tông gờ lan can, chiếu sáng cảnh quan, cây xanh, giải phân cách giữa sẽ được nhà thầu tập trung triển khai để dự án hoàn thành trong tháng 8, đảm bảo thông xe cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 trước ngày 2 tháng 9 năm 2023. Rạng sáng nay ngày 30 tháng 5, 60 công dân Việt Nam nằm trong nhóm bị cưỡng ép lao động trong các cơ sở gần thủ đô Manila của Philippines đã được giải cứu và về nước an toàn. Trước đó ngày 4 tháng 5, các lực lượng chức năng Philippines đã giải cứu hơn 1.000 người, trong đó có công dân Việt Nam bị ép buộc làm việc trong cơ sở ở gần thủ đô Manila. Cục lãnh sự và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị các phương án phối hợp với các cơ quan quản lý cửa khẩu để tiếp nhận, bàn giao công dân cho người nhà, địa phương liên quan. Bộ Ngoại giao chỉ đạo Cục lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines tiếp tục trao đổi với phía Philippines để sớm đưa số công dân còn lại về Việt Nam an toàn và xử lý nghiêm minh các cơ sở vi phạm. Cuối tháng 2 năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã nhận được hàng loạt báo cáo của các xã về việc người lao động làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến bị bệnh bụi phổi. Cụ thể, có 8 lao động bị bệnh bụi phổi, trong đó 3 người đã tử vong. Đến nay, trong số 5 công nhân mắc bệnh bụi phổi còn lại, có 2 công nhân đang tiếp tục được các bác sĩ chăm sóc tại Bệnh viện Phổi Nghệ An trong tình trạng yếu ớt, thở oxy. Có người đã rửa phổi một lần, có người chưa được rửa phổi. Liên quan đến vụ việc này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã có quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành các bước kiểm tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến sau khi ghi nhận 8 công nhân từng làm việc tại đây bị bệnh bụi phổi. Đây là công ty chuyên sản xuất kinh doanh bột đá.
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào ứng dụng robot mổ não thế hệ mới giúp phẫu thuật được cả những u não quái dị khó xử lý nhất. Đã có 5 trường hợp mang khối u lớn gây liệt người được phẫu thuật thành công bằng hệ thống robot hiện đại này. Trước đó, một nữ bệnh nhân 22 tuổi quê An Giang nhập viện trong tình trạng yếu liệt, biểu hiện chi giác lơ mơ, tiếp xúc chậm, không trả lời được, không đi lại được. Cơ tứ chi bị teo, rối loạn dưỡng chất. Các bác sĩ quyết định sử dụng robot mổ não Modus V Snapit để cứu bệnh nhân. Sau 4 giờ, ekip phẫu thuật đã bóc tách lấy nguyên khối u trong não của người bệnh. Qua vài ngày, bệnh nhân đã phản ứng tốt, chi giác cải thiện, sức cơ cải thiện, tự sinh hoạt ăn uống được. Đây là một trong 5 bệnh nhân có u não quái dị sử dụng hệ thống robot Modus V Snapit tiên tiến, hiện đại nhất trong ngành phẫu thuật thần kinh tại Việt Nam. Sáng nay, Tòa án Nhân dân huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên tổ chức phiên tòa xét xử lưu động 2 vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, ngày 10 tháng 3 năm 2023, tại khu vực ngã năm thôn Đình Cao, xã Đình Cao, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Lê Xuân Viên, sinh năm 1982, quê quán xã Tống Phan, hộ khẩu thường trú xã Đình Cao, huyện Phù Cử, mang theo trong người ma túy loại heroin có khối lượng 0,263 gram. Tòa án Nhân dân huyện Phù Cử tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Viên 1 năm 3 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ án thứ hai, vào ngày 16 tháng 3 năm 2023, tại thôn La Tiến, xã Nguyên Hòa, Công an huyện Phù Cử bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đăng Toại, sinh năm 1995, cư trú tại thôn Nhân Xá, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, có hành vi tàng trữ 0,342 gram ma túy loại methamphetamine. Bị cáo Nguyễn Đăng Toại bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Hàn Quốc đang chạy đua để trở thành một trong những nhà xuất khẩu quân sự hàng đầu trên thị trường vũ khí thế giới, mong muốn khai thác cơn đói vũ khí của châu Âu. Tại nhà máy ở bờ biển phía Nam này, các robot tự động và công nhân đang chế tạo các phương tiện pháo dành cho Ba Lan. Tất cả đều được điều hành bởi Hanwha Aerospace, nhà sản xuất lựu pháo hàng đầu thế giới. Công ty này là một phần quan trọng trong thỏa thuận vũ khí khổng lồ trị giá gần 14 tỷ đô la Mỹ mà chính phủ Hàn Quốc đã ký với Ba Lan vào năm ngoái. Trong bối cảnh phương Tây đang tìm kiếm nguồn cung để viện trợ cho Ukraine, trong khi căng thẳng cũng leo thang tại các điểm nóng khác như Triều Tiên và Biển Đông. Thỏa thuận này được cho là sẽ mở đường cho tham vọng trở thành nhà cung cấp vũ khí tầm cỡ thế giới của Seoul. Thị trường New York vừa qua đã ký một đạo luật cấm phân biệt đối xử về chiều cao hoặc cân nặng của một người tại nơi làm việc, ở nhà và địa điểm công cộng. Theo đạo luật này, Ủy ban Nhân quyền của New York sẽ được giao nhiệm vụ điều tra các khiếu nại miệt thị ngoại hình, bổ sung hành vi này vào danh mục hình thức phân biệt đối xử tiềm ẩn khác đang được giám sát như phân biệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác và sở thích tình dục. Việc thông qua luật chống miệt thị ngoại hình của thành phố New York diễn ra trong bối cảnh những biện pháp tương tự đang được các nhà lập pháp ở các bang như New Jersey, Massachusetts xem xét để chống lại tình trạng phân biệt đối xử về cân nặng. Hành vi đã bị cấm ở bang Michigan và Washington. Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc vừa ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất tại thành phố này trong tháng 5 trong vòng hơn 100 năm qua. Theo đó, vào ngày 29 tháng 5, nhiệt độ tại quận Từ Hối ở trung tâm thành phố Thượng Hải được ghi nhận ở mức 36,7 độ C. Cục Khí tượng Thượng Hải cho biết đây là nhiệt độ tháng 5 cao nhất tại thành phố này, vượt kỷ lục 35,7 độ C, ghi nhận lần đầu tiên vào tháng 5 năm 1876 và trong 3 năm 1903, 1915 và 2018. Giới chức Thượng Hải ngày 29 tháng 5 cũng đã phát cảnh báo màu vàng lần đầu tiên trong năm 2023 do nhiệt độ thành phố trên 35 độ C trong 3 ngày liên tiếp. Thượng Hải, thành phố đông dân nhất Trung Quốc, nằm ở bờ biển phía đông của nước này và có khí hậu cận nhiệt đới ẩm. Nhiệt độ trong mùa hè thường không vượt quá 35 độ C. Tuy nhiên, thành phố này gần đây đã hứng chịu thời tiết ngày càng cực đoan hơn. 70 năm sau khi một nhà leo núi người New Zealand và người dẫn đường người Nepal leo lên đỉnh núi cao nhất thế giới Everest vào ngày 29 tháng 5 năm 1953, Nepal vừa qua đã tổ chức lễ kỷ niệm sự kiện này. Leo lên đỉnh núi cao 8.849 mét là kỳ tích mà hàng chục nghìn người đã đạt được kể từ sau khi hai người đàn ông đầu tiên chinh phục đỉnh núi này vào lúc 11 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 5 năm 1953. Edmund Hillary, người New Zealand và Taryn Norgay, hướng dẫn viên người Nepal, đã trở thành những nhà thám hiểm đầu tiên chinh phục đỉnh Everest. Đây là khoảnh khắc không thể nào quên trong lịch sử thế giới khi hai nhà leo núi lần đầu tiên chạm chân thành công lên đỉnh núi cao nhất hành tinh.
Giờ đây, những người leo núi này đang tập trung tại thành phố Kathmandu để vinh danh hai người đàn ông lịch sử. Năm 2003, Edmund Hillary được công nhận là công dân danh dự của Nepal. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.